nhờ nó xuất hiện ba dấu thang làm sao biết nó giọng gì, trong khi mình có thể mình nghe đâu đó hay là mình theo một cái thói quen nào đó mình biết nó là la trữ rồi đó, nhưng mà làm sao để cho nó tính được ra những cái công thức nào mà biết nó là la trữ mà nó có ba dấu thang? Rồi làm sao để biết? Thí dụ là lúc đầu ta dựa theo công thức là một cung một cung một cung của dòng trưởng rồi đúng không? Thì bây giờ làm sao mà vô tính danh được? Thí dụ như trong một cái bài nhạc đưa ra có ba nốt, tự nhiên làm sao mà biết được nó là dòng gì? Không lẽ rồi phải ghi từng câu số cung ra đã biết. Thì mình phải đến theo cái đây, lấy cái nốt cuối cùng, thứ tự xuất hiện lấy nốt cuối cùng, nốt đầu tiên là đang nói gì ba nốt này thôi, thì nốt cuối cùng là nốt gì? Nốt son. Nốt son đi lên một bậc, nó sẽ là trưởng. Nếu như nốt son đi xuống một bậc, nó sẽ là thứ. Đúng không? Thì ba dấu thang đi xuống một bậc đó là gì? Pha thân thứ, pha thân nạ. Thì nó phải là pha thân chứ không phải pha bình nha, tại vì nó có pha thân rồi nè, nó pha nạ, thấy không? Đi lên là gì? Từ son này đi lên